Tại vùng quê huyện Yên Thành, Nghệ An, một tòa lâu đài cao gần 70 mét được trang trí bằng nhiều chi tiết giác vàng trị giá 70 tỷ đồng, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đây là tòa lâu đài của ông Nguyễn Vĩnh Thoan, 46 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi đưa vào sử dụng. Công trình này được xây dựng từ tháng 2 năm 2022, tọa lạc trên khu đất rộng hơn 7.000 m2, trong đó diện tích khuôn viên nhà và sân vườn rộng khoảng 3.500 m2. Theo thiết kế, tòa nhà cao khoảng 40m, có 3 tầng chính, 3 tầng tâm, diện tích sàn 4.000m2, công trình thiết kế theo kiến trúc Pháp. Tông màu chủ đạo là vàng đồng và tím xanh. Sau hơn 2 năm xây dựng, công trình nằm bên quốc lộ 7 với màu sắc nổi bật, nhiều hạng mục được chế tác tinh xảo với các chi tiết giác vàng công nghiệp và vàng 24K. Được biết, gia đình ông Thoan trước đây buôn bán đồng nát. Từ năm 2004, ông bắt đầu mua đất bên quốc lộ 7, mở xưởng thu mua sắc vụn, buôn bán phụ tùng ô tô, kinh tế dần khấm khá. Dịp này, nhiều người dân khi đi qua quốc lộ 7 luôn dừng xe lại, ghé vào nhà ông Thoan tham quan, chụp ảnh cùng tòa lâu đài.